Trồng mấy cái luống này thấp thấp ở nhà đẹp lắm nè. Dạ, mến chào quý vị khán giả. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là chúng ta sẽ đến sẽ đón cái Tết nguyên đán. Và như thường lệ thì mọi năm thì mình cũng hay đi mua bông về nhà cho bà xã vui, mà năm nay thì mình đi hơi xa chút xíu, lý do là không có tiền nên đi về ngay tận làng hoa Sa Đéc với hy vọng là sẽ mua được hoa rẻ. Và hôm nay mình đang có mặt ở là một cái farm của cơ sở Thuận Trinh, cũng chưa biết mua cái gì nữa. Đang tính là tìm mấy cái bông, mấy cái bụi thấp giống như hoa dừa để rải xuống cái ngay cái hàng hiên. Không biết cái lá này lá gì luôn á, đẹp quá trời đất. Hả? Cây nó thấp vậy hả cô? Ủa cô là chủ đây hả? Không có chủ. Chủ ở đâu? Mua hay điện chỗ đó đó. Ủa mua điện chỗ đó không không có người ở đây hả? Trời đất. Lạ vậy. À. Ê, có báo không? Còn cái bông này bông gì ta? Đẹp quá, bông tím cũng đẹp quá trời. Bông này bông gì cô? Qua gì? Qua gì? Châm ổi. Châm ổi là châm gì? Thì cái tên nó châm ổi, nó thơm. Anh có mua nhãn thọ bông hồng gì không? Không. Anh mua, anh ở cái luống nhà anh thôi. Qua châm ổi hả? Dạ. Này nở quanh năm luôn hay sao? Đúng rồi. Không quanh năm. Còn cái này? Nó cũng vậy đó, nhưng mà nó màu tím rồi nó rủ. À, hai này giống nhau hả? Ồ. Châm ổi. Đúng rồi, có cần bông hồng hay thọ không, không. Trong. Có ở đây, ủa đi kiếm mấy cái bụi hoa dừa ở đâu ta? Hoa dừa có bán. Mình mua khác. Nè hoa dừa nè đúng không? Ủa? Dạ yến thảo. Hả? Dạ, dạ yến thảo hả? Các bụi này nó cũng thấp vậy luôn hả? Ồ cái bông, cái bụi này bụi gì ta? Sao băng. Hả chú? Sao băng. Sao băng hả? Ừ. Wow. Là nó có lớn không chú? Nó thấp vậy luôn hay sao? Nó có cao không, lên? Nó dạng nó tròn vậy đó. À nó trồng thấp vậy luôn. Thấp. Ồ. Nè cái sao băng này mà để trước nhà. Mà nó nhỏ quá. Trồng cái lú dài dài á, làm cái ranh. Nó ranh nó đẹp quá. Nữa năm nay sao chú, năm nay sao thấy bông còn nhiều quá vậy? Chưa đi hả? Đi bán. Mọi năm nhưng mà năm nay có dễ hơn năm trước ha, mấy năm trước không chú? Năm nay đi rạch giá mà. Dạ, năm nay đi rạch giá hả? Chứ không đi lên Sài Gòn? Không, tại đó bán cả mười mấy năm nay rồi. Dạ. Mấy bụi này là gọi là bụi gì? Dạ yến thảo nữa. Dạ yến thảo. Nó có màu hồng luôn, màu tím luôn, đẹp quá vậy. Dạ yeah. Cái này nó nở quanh năm không chị? Quanh năm luôn. Đủ màu luôn hả chị? Cái này màu này, màu này, màu này ha. Yeah. Một chậu nhỏ mày về bao nhiêu về tiền chị? Chậu 30. Có đo cái thước cái chiều dài, chiều rộng mình không? Khoảng nhiêu chậu vậy? 90 chậu hả? Thì có cái hàng hiên, có cái luống trước trồng rau mà giờ không trồng rau nữa, giờ chuyển qua trồng bông. 90 chậu. Thôi mua luôn 100 đi tiếc làm chi. 90 chậu là tỏi. Cái này đẹp quá, đẹp luôn nè. Ồ ồ. Cây nào 30. À mấy cây này 30.000. Chậu này 30 ở đây hả chị? Nhiều bớt không? Mua chừng 100 chậu bớt không? Trời ơi bán vậy sao mua? Cho con bớt xíu con chở từng xe về cô ơi. Cái này đẹp quá. Hồng, đỏ, đỏ nè, tím nè, trắng nè.
Thôi mình nắm nha, đây mình đi nhà đi 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 nữa đi. Rồi và đây mình tới cái vựa của chú anh Tám Hùng. À, ở đây cũng đang đi tìm mấy cái chậu chậu hạnh phúc. Ở à, đây là chắc là đây là những cái cây hạnh phúc nè. Cái chậu này để mà trước nhà hay để trong nhà cũng rất là đẹp luôn. Để hai cây mưu cầu hạnh phúc. Đúng không? Cái này hạnh phúc này gì nữa? Dạ dạ. Có cái bông nó thấp thấp. Ồ, cái cây này quá đẹp luôn. Ở đây là chưa phải trung tâm nha, ngay cái khu mà trước mình đi là còn gần làng hoa là nhiều lắm luôn á. Đi mua bông gặp thần tài vui gì đâu. Ủa, thơm quá vậy. Phải chừng chó nha, phải chừng chó nha. Trời ơi, ớt kìa. Dạ, đang cơm hả? Dạ, dạ, dạ. Dạ, đang lửa, đang lửa. Lửa đi, lửa đi. Ồ, đây cái vườn này cao cao không ha. Kìa, ớt kìa. Trời ơi, rã chưa. À, cái này giống như cái... sơn trà, sơn trà Nhật Bản đó đúng không? Cây lớn kìa, cây đắt. Ồ, ồ, sơn trà Nhật Bản kìa, ồ, wow, thấy rồi, thấy rồi. Mình chịu cái ho luôn. Ồ, cái cây, mấy cây sơn trà Nhật Bản là đẹp quá ha. Dạ, nãy cái chỗ kia có mấy cây thế đẹp á. Ồ. Ồ, sơn trà Nhật Bản năm nay mà trưng cái sơn trà Nhật Bản hơi bị đẹp luôn. Mình trưng cây này đi. Ủa, cây này, cây, ồ, cái ớt này lạ vậy ta? Ớt kim hẻ. Rồi, cái cây dưới nó xí xì đã chưa? Không đẹp mà cây trên là cây ăn. Cây ăn người ta hái lấy nó nè xíu rồi. Đúng không? Dạ. Ô, cái cây này vậy đó hả? Dạ. Còn mấy cây kiển là lấy nó to to rồi. Cái thử coi nó cay không? Ủa, cái thuốc không? Chắc không. Mẹ ơi, nó cay thiệt. Rồi ôi, cay dữ trời. À, hóa ra cái lá. Cây đuôi cong kìa quá. Cái này nè đúng không? Cây đuôi cong kìa. Đâu đuôi cong đó? Có... ô, cái đuôi cong màu tím kìa, đẹp quá kìa. Ủa, cao đâu rồi? Hả? Chưa tới. Không, chính là làm nguyên cái luống luôn, hỏi. Hỏi nhiều khi không cần hoa cũng đẹp. Cái màu tím tím rồi đúng không? Đuôi cong đẹp quá kìa. Ừ, cái này đẹp quá trời đẹp luôn. Yêu sắc sắc mới nhìn thấy được. Còn cái này là gì ta? Không hiểu luôn. Ồ, bên kia nó có mấy cái cây lá đỏ, lá vàng đẹp quá. Cao. Đuôi cong đẹp quá nè Cao. Cái khúc đó trong kiển lá hay hơn đó. Nó râm mát á. Đúng rồi, kiển lá hay hơn ha. Là cái này cây lá màu, cái này đẹp quá nè ha. Đuôi cong cây đuôi cong giờ ra cũng nhiều cây lá màu á. Mấy 60 cây nhỏ hả? Ừ. Ồ, vậy chắc một cây nhỏ, cây hạnh phúc một cây nhỏ được. Được đúng rồi, một cây đó là đẹp rồi. Dễ xe là chú ơi. Thôi lấy đỡ hai cây hạnh phúc đi. Nói chung là hy vọng năm tới nó mà may mắn, nó hạnh phúc hơn. Mấy năm nay tè tù quá. Tiết kiệm quá, đi từ Sa Đéc xuống đi mua bông. À, đi từ Sài Gòn xuống đây mua bông. Mỗi năm là đi qua quận 7 cho nó gần, bữa nay bà đặt. Mà mấy clip mua bông không biết sao toàn triệu view không nha. Bà con khoái mình cái cảnh đó lắm sao á. Năm nay là về Sa Đéc hơi bị hiu quạnh.
Dạ, ít người làm quá ha. Hôm nay ba bông rồi. Đúng là tình hình kinh tế khó khăn rồi, các cái nhà vườn cũng vậy luôn, họ làm rất là ít luôn. Nãy mình bay flycam trên kia là nhìn xuống là coi như thấy không có, chỉ có mấy đốm vàng à. Chứ bình thường mọi năm là ở đây là cái cúc mâm xôi là nó vàng hết cả một vùng luôn, mà đợt này về không có gì. Hôm nay thì nhà mình cũng chắc không có chân tết mâm cúc mâm xôi nữa. Nên là Goleman cũng nói chắc là, nhưng mà mình vẫn mua một chậu chậu về để cho công ty trưng. Còn mình thì chắc mình kiếm cái mình có cái cây hạnh phúc, cặp nó đủ rồi. Đơn giản tiết kiệm. Rồi, mình chúc tất cả bà con cô bác chuẩn bị đón Tết một cái Tết thật là vui tươi, hạnh phúc, ấm cúng cùng với gia đình và người thân yêu nha. Dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Và năm nay cũng rất là khó khăn, cũng hy vọng là cùng nhau tất cả chúng ta sẽ vượt qua năm 2024 để bước sang năm 2025. Yeah.